Ok, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Vâng, có lẽ là chúng ta thấy là có quá nhiều chương trình khuyến mại hay, đúng không ạ? Có rất nhiều các ý tưởng hay để chúng ta có thể phát triển được các cái chương trình khuyến mại cho mình trong cái quá trình bán hàng. Thì tiếp tục theo cái chu trình thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các cái chiến lược từ số 34 cho đến hết đến số 52, vẫn còn là nhiều cái chiến lược nữa, đúng không ạ? Chiến lược số 34 thì tôi gọi nó là khuyến mại win-win, tức là cùng thắng. Tức là bạn có thể áp dụng cái chiến lược này bằng cách là bạn có thể không giảm giá cho sản phẩm và dịch vụ của chính bạn, nhưng mà bạn cũng có thể là khuyến mại, tặng quà, giảm giá hay là thêm những cái gì đó cho khách hàng của mình bằng các cái sản phẩm hoặc là các dịch vụ của đối tác. Ví dụ như là chúng tôi bán thời trang trẻ em, đúng không ạ? Công ty tôi bán thời trang trẻ em thì tôi sẽ không khuyến mại giảm giá cho trên cái sản phẩm giày dép trẻ em nữa. Tôi lại lấy một cái khóa học tôi tặng cho bạn, tôi lại lấy một cái cuốn sách tôi tặng cho bạn, tôi lại lấy một cái chuyến du lịch tôi tặng cho bạn. Ý tôi là như vậy. Thế nhưng mà cái quà tặng của đối tác này thì tôi sẽ được giảm giá rất là sâu hoặc thậm chí là free. Đấy, thế cái bí quyết của cái chương trình khuyến mại này nó chính là bạn phải chọn được đối tác tốt, phù hợp, gói dịch vụ và quà tặng hấp dẫn, nhưng mà giá mà bạn nhập vào thì giá cốt nó rất là rẻ hoặc là miễn phí thì càng tốt, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn có thể tặng cái dịch vụ spa cho khách hàng là các mẹ bỉm sữa, hay là tặng một cái dịch vụ làm đẹp, cắt tóc cho những cái mẹ mà mua thời trang trẻ em. Đấy, kiểu như vậy thì tôi gọi nó là khuyến mại win-win, là mình sẽ đi nhặt các cái khuyến mại, các quà tặng của các đối tác và sau đó mình đưa đến tập khách hàng. Miễn là chúng ta sẽ thấy rằng là đối tác của chúng ta là không xung đột về lợi ích. Ví dụ như tôi bán thời trang trẻ em thì tôi không thể nào bắt tay với một cái đơn vị bán thời trang trẻ em được, đúng không ạ? Hay là tôi bán giày dép trẻ em, tôi cũng không bắt tay với một đơn vị bán giày dép trẻ em được. Nhưng mà tôi sẽ bắt tay với một đối tác có chung tập khách hàng với tôi. Chung tập khách hàng tức là gì? Khách hàng của tôi là phụ nữ có con, đúng không ạ? Thì khách hàng của bạn cũng là phụ nữ có con nhưng không xung đột. Ví dụ bạn là spa, bạn là salon tóc, bạn là các cái trung tâm làm đẹp, vân vân. Đấy là tôi nói thí dụ như vậy. Hoặc là các cái cửa hàng bán các cái đồ liên quan đến thời trang nữ. Chiến lược số 35 đó là các cái chương trình khuyến mại dành cho các cái đối tác, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái tuyệt chiêu, đây cũng là một cái bí quyết làm khuyến mại rất là hay, mà trước đây tôi áp dụng rất thành công, nhưng bây giờ thì mọi người cũng dùng nhiều rồi thì thấy là nó cũng không mới mẻ lắm. Tức là gì? Mình ký hợp đồng các cái chương trình khuyến mại ưu đãi của doanh nghiệp của mình, của cửa hàng của mình dành cho các cái khách hàng hoặc là nhân viên của cái đối tác mà chúng ta lựa chọn. Thế thì đầu tiên là chúng ta lựa chọn đối tác như thế nào? Thí dụ đối tác có thể là những đối tác lớn, đối tác phù hợp như là các ngân hàng, các công ty, các tập đoàn. Đấy, thế thì mình sẽ đến mình chào một cái dịch vụ dành riêng cho cái đối tác của họ, dành riêng cho khách hàng của họ. Cái cách này cũng là một cái cách sale rất là thông minh mà khi tôi đi làm giám đốc kinh doanh cho một cái tập đoàn giáo dục thì chúng tôi đã áp dụng cái phương pháp này, tức là khuyến mại trực tiếp cho chính đối tác, đến các cái công ty, đến các tập đoàn, đến các ngân hàng, đặt vấn đề với họ là khuyến mại cho khách hàng của họ, khuyến mại cho chính họ và khuyến mại cho chính nhân viên của họ. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Vâng. Đấy, thì chúng ta đi tìm một danh mục các cái đối tác, sau đó chúng ta đưa chương trình khuyến mại trực tiếp cho đối tác này. Thế ví dụ như mình ký với ngân hàng này thì nó sẽ ưu đãi là chủ thẻ, đúng không ạ? Mình ký với các cái khách hàng mà có cái số lượng lao động lớn. Đấy, ví dụ như mình bán đồ thời trang giá rẻ chẳng hạn thì mình ký với một cái nhà máy sản xuất có vài nghìn công nhân thì có mà quá tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy là cái hình thức khuyến mại mà tôi nghĩ là rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn có ký được những hợp đồng như vậy, nó dạng là đối tác chiến lược của nhau, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau, rất là hay. Đây cũng là một cái hình thức mà tôi nghĩ là rất tuyệt vời và các bạn có thể suy nghĩ và áp dụng cho mình. Và các cái nhà bán lẻ điện máy, thời trang, ẩm thực, spa làm đẹp, rồi thì nhà hàng có thể áp dụng rất là thành công. Ví dụ như là nhà hàng thì hay bắt tay với các đơn vị tour du lịch, đúng không? Đấy chính là cái cách mà tôi gọi là khuyến mại dành cho các đối tác đấy. Tour du lịch họ đổ một cái xe bus 50 chỗ đến thì một ngày 2 xe bus, thế là mình đã ấm rồi, 100 khách rồi, đúng không?
Ok, rồi. Nhà bán lẻ X sẽ ưu đãi dành cho khách hàng của chủ thể Y. Nhà bán lẻ X sẽ ưu đãi dành cho cái đối tác Z, ví dụ như vậy. Ok, đấy là cái chương trình số 35. Thế còn cái chiến lược số 36 thì tôi gọi đó là khuyến mại theo phương thức nhiều cấp bậc. Vâng, nhiều cấp bậc. Tức là mình có thể là dùng các phương pháp giới thiệu khách hàng, referral, affiliate marketing. Thì cái phương pháp này thì các nhà bán lẻ có thể áp dụng những công thức bán hàng là nhiều cấp bậc vào trong hoạt động bán lẻ truyền thống của mình hoặc bán lẻ trực tuyến. Ví dụ như là đưa cho chương trình khuyến mại cho khách hàng A, sau đó thì khách hàng A lại có cái cơ chế là giới thiệu cho khách hàng B, và khách hàng B mua hàng thì khách hàng A sẽ được hưởng cái hoa hồng nào đấy hay một cái quà tặng nào đấy, mà khách hàng B mua hàng thì lại được cái quyền giới thiệu cho khách hàng C. Thế thì cái lợi ích mình sẽ thiết kế là A được gì, B được gì, hay là cả A cả B đều được, thì chúng ta sẽ thiết kế ra. Thì cái phương thức như vậy cũng là một cái phương thức khuyến mại rất là hấp dẫn, mọi người có thể làm được và sử dụng các cái công nghệ tích điểm ở trên mạng, trên phần mềm hoặc là trên website rất là ok. Các website thương mại điện tử trên thế giới thì họ áp dụng những phương pháp này nhiều. Người ta gọi nó là mô hình affiliate marketing, gọi là tiếp thị liên kết, hoặc là cái hình thức là giới thiệu hoa hồng referral, tức là hoa hồng giới thiệu khách hàng. Thì đây cũng là một cái phương thức mà cũng rất là hiện đại và rất là phù hợp. Mình có thể sử dụng cái phương pháp như vậy bằng công nghệ. Và hiện nay thì trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái đơn vị người ta bán hàng theo phương thức cộng tác viên. Thì cái khuyến mại theo phương thức nhiều cấp thì tôi cũng có thể làm như vậy. Tức là cộng tác viên cấp 1 thì được phần trăm cao, cấp 2 được phần trăm thấp hơn. Và là họ sẽ phát triển rất nhiều các đội ngũ cộng tác viên bán hàng như vậy. Và sau đó họ đưa ra các chương trình khuyến mại cho các cấp bậc của mình. Ok, thì tôi vừa kết thúc 3 cái chương trình khuyến mại mà 34, 35, 36 đấy là win-win, đúng không ạ? Dành cho các đối tác và khuyến mại theo hình thức nhiều cấp bậc. Đó, đây, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần nội dung bài học ngày hôm nay ở đây. Và xin hẹn lại các bạn trong các cái bài học tiếp theo. Hy vọng rằng là những cái phần chia sẻ của tôi đã giúp ích cho các bạn ít nhiều trong quá trình làm kinh doanh, làm marketing và tung ra các chương trình show off phù hợp với chiến lược kinh doanh của mình. Và các bạn nếu mà các bạn áp dụng thành công thì hãy chia sẻ điều đó với tôi để tôi sẽ quay các cái video khác để cho những người khác được học hỏi. Điều thật tuyệt vời đó là chia sẻ kiến thức và chia sẻ niềm vui với người khác. Vâng, tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và một chuyên gia marketing. Rất vui được chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.